thiện nha. Chào bây giờ, anh chị em nhé. Phú là người Việt Nam, Phú ở Phú Thọ, cho nên là bây giờ mình là những người dân bình thường, cho nên lên trên mạng này nói không chửi bới và phải nói năng đàng hoàng. Em nói với anh là Việt Nam phát triển sao mà không giàu hả? Anh bảo tại sao không giàu? Bây giờ Việt Nam khi mà cái Đảng Cộng sản vào cướp miền Nam, Việt Nam rừng vàng biển bạc đã phá chưa? Đã bán chưa? Biển đảo đã mất chưa? Anh mất ở đâu? Mất ở chỗ nào? Ai làm mất? Do cái Đảng Cộng sản tiếp cho cái thằng Trung Quốc cái này. Đâu, bây giờ anh hỏi mày, biển đảo ai làm mất? Thế em hỏi anh, bây giờ cái Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ có dám cho người dân đòi hỏi không? Dám giả quyền cho người dân bỏ phiếu để chọn ra quan chức không? Hả? Có dám không? Bây giờ tao nói mày nhá. Hiện nay từ cái đã. Quan chức do Quốc hội bầu ra đúng cái không? Cái cuộc bầu cử Quốc hội đấy. Con Đảng Cộng sản, mày có là đảng viên Đảng Cộng sản không mà mày bầu? Tao người dân tao không được bầu. Thế Đảng Cộng sản là ai bầu? Đảng Cộng sản đầu tiên mày biết lập năm 1930, mục đích của Đảng Cộng sản lúc đấy thành lập ra để làm gì? Thế đúng không? Thế ngày hôm nay mất để thành lập ra để đánh đuổi bọn Pháp ra khỏi đất nước Việt Nam. Thế đánh đuổi được mà chưa? ngày hôm nay mà thằng Trung Quốc mà không dám làm gì đó, biển đảo nó lấy mất, ở Hoàng Trường Sa nó lấy mà không dám làm gì, đất liền mở cửa. Trời ơi. Bây giờ tao nói mày, thằng Nhật có dám lấy cái đảo Shikoku của thằng ấy không? Đố bảo thằng Trung Quốc sang Đài Loan mà chiếm Đài Loan đi à? Hả? Đi không? Mà đấy cái thằng đấy ông mấy cái thằng mà coi như là nó đấy cái bọn mà dâm chủng tất cả thứ, mẹ nó ngu như là mẹ ấy vậy. Mọi người đều biết thằng Tuấn Khanh video rồi, nó người Phú Thọ đúng không? Rồi xin chào bạn. Anh chào anh. Anh hơi đâu mà đi nói chuyện với thằng đấy mày. Không, mình thực tế mình nói để cho mọi người khác người ta biết thôi, chứ còn mẹ nói với nó làm cái gì? Cái thằng đầu đất nó lên trên diễn đàn mình nhiều lần rồi đâu. Mấy rồi. Em tiếp lời của anh để cho cái thằng gì đang làm ở Đài Loan nó nghe. Nó phải ý thức được chiến tranh là như thế nào không? Mày phải ý thức được chiến tranh là như thế nào? Và Việt Nam qua bao nhiêu thời kỳ chiến tranh? Mày phải ý thức được vấn đề là bao nhiêu chiến tranh, mày đừng cứ lúc nào cứ vẽ đây câu chuyện là Trung Quốc cướp biển đảo, Trung Quốc cướp này, chẳng cướp cái gì hết. Tôi nói cho mày, bây giờ tất nhiên Việt Nam mình thì còn vất vả hơn những chỗ khác. Anh em những vùng nông thôn vẫn còn đi xuất khẩu lao động nhiều. Thì anh em cứ đi làm đi. Đúng. Rồi mình sau này mình về, mình phải có trái tim nóng để yêu hơn. Không. Mình nói với bạn là mình nói với nó là Việt Nam cũng chưa giàu bằng Đài Loan. Ừ, đúng rồi. Giàu bằng... Bây giờ... Mày thấy cái phần này nói mày làm. Quê hương của mình là đâu đó bạn? Đâu có nói đâu. Quê hương mình nhà máy được mở cửa năm từ năm 94 là ok, bắt đầu mà sắp sửa mà đến đây bây giờ là được gần được 30 năm. Thì bây giờ có nhiều vùng nông thôn là thanh niên trai tráng vì có nhiều chỗ công việc nó chưa ổn định cũng phải chấp nhận xuất khẩu đi làm lao động để kiếm thêm đồng ra đồng vào, thì nó cũng trong những trường hợp như thế. Nhưng mày phải có một cái đầu là mày yêu thương Tổ quốc. Chứ mày đừng có đi sang bên kia mày làm mày vất vả, bây giờ mày bảo là Đảng Cộng sản là bán đất cho Trung Quốc, đừng bao giờ suy nghĩ như thế. Những thằng phần như vậy ăn đừng bao giờ cho nó lên làm gì, cho nó mất thời gian. Đi đâu cũng làm. Đi mình cũng nói với bạn là ở một cái ngày gần đây mình sẽ nói về các cuộc chiến tranh, gọi chiến tranh bắt buộc của Việt Nam đúng không? Các cuộc chiến tranh, tất cả các cuộc chiến tranh đó là những cuộc chiến tranh còn... bắt buộc. Như cái thằng gì ở Đài Loan mà vừa bảo đó, mấy thằng đấy đúng là đầu đất. Không nói chuyện. À, Tuấn Khanh, Tuấn Khiết gì mà thấy bịt khẩu trang mà lên mà nói bố ăn nói bố lão bố tuét nói như thế, con người nó mấy cái loài đấy thì không thể tiếp nhận vào đâu được. Bây giờ kể cả cho mày sang Mỹ mày cũng đến thế thôi. Rồi xin mời chị Lý Sang Nguyên ở bên Canada. Hello. Rồi, xin chào. Xin chào anh Bằng và mọi người trên diễn đàn nhé. Sao anh Bằng không nói thằng này là Việt, đâu phải riêng Việt Nam, đi sang bên Đài Loan làm đâu. Bảo nó nhé, Philippines nhé. Philippines nó có sướng không? Hỏi nó Philippines có sướng không? Philippines có đa đảng không?
Philippines có tự do không? Hả cái thằng chó má. Mày nói ngu vô cùng là mày nói ngu. Mày biết bao nhiêu nước trên thế giới này sang các nước để đi làm không? Đâu phải riêng Việt Nam đi làm ở các nước trên thế giới không? Hả? Mày biết Philippines sang đây đi làm lô lệ, đi làm trông các bà già gần chết, đi làm trông gia đình nhà người ta có con nhỏ. Mày biết bao nhiêu dân Philippines nó sang đây không? Hả cái thằng chó mà mày mở mồm mày ngu thế? Đâu phải riêng Việt Nam là đi sang các nước làm không phải là xuất khẩu. Chúng mày muốn đi làm thêm tiền thì chúng mày đi thôi. Chứ ai đã xuất khẩu chúng mày? Hả? Không ai xuất khẩu chúng mày. Chúng mày còn trốn để chúng mày đi. Chứ chúng mày đừng nói chúng mày xuất khẩu cả. Hiểu không? Mày ngu lắm. Mất đảo ở đâu? Đảo nào mất? Đảo cái bọn ba quê nó làm mất chứ ở Việt Nam nào làm mất. Mà mày kêu mày để cho dân bầu. Mày nhìn thấy Myanmar chưa? Mày nhìn thấy bên Mỹ chưa? Kể cả bên Mỹ dân bầu cũng không được, mày biết không? Đừng có nói dân bầu, mày ngu lắm. Mày mở mồm mày rất là ngu, tao nghe mà tao bốc xúc, tao phải lên đấy. Mày đúng là đồ chó, mày mở mồm ra mày... Mày mới đi không được bao lâu mày đã quay đít lại, mày nói xấu quê hương, mày nói xấu đất nước. Mày nhìn thấy đất nước mày càng chưa phát triển thì mày lại càng phải ủng hộ, mày càng phải thương để cho đất nước từ từ đi lên. Mới mấy chục năm nay thôi, chưa đâu bao lâu đâu. Mà đất nước như thế là mày phải rất là mừng, là người dân được yên bình. Tao không cần nói giàu có. Cái yên bình là một cái coi như là giá trị nhất trên của loài người, mày biết không? Kể cả thiếu ăn mà người ta có yên bình, người ta còn hơn là người ta chiến tranh mà có miếng thịt mà tối ngày cứ chiến tranh. Mày biết không? Ngu lắm. Mày mở mồm rất ngu. Sống trên bom dưới đạn như thế rồi mà mày không yêu cái hòa bình thì mày còn yêu cái gì nữa? Loài người chỉ cần cái hòa bình thôi mà. Không có hòa bình thì không còn cái gì nữa, không có cái gì giá trị trên quả đất này cả. Mà Việt Nam đang được cái hòa bình. Cái Đảng Cộng sản làm tuyệt vời. Không có một đất nước nào mà làm được như Việt Nam làm. Mà Việt Nam giữ tự do, giữ hòa bình. Nên là không cần phải đa đảng, đa dung gì cả. Không quan trọng, không quan trọng. Quan trọng hay không là người dân có được sống hòa bình không. Chứ tao không cần phải nói là có miếng ăn ngon không nữa. Có hòa bình thì có hết tất cả. Mà không có hòa bình thì không có một cái gì hết. Đâm ra mày mở mồm mày ngu lắm, mày còn non, mày còn trẻ, mày mở mồm cái là người ta biết mày mở mồm ngu rồi. Hiểu không? Tao nghe mà tao quá bức xúc đi. Mà tao phải lên tao nói cho mày biết là cả thế giới đi làm các nước coi như Thái Lan, Campuchia, Lào, Philippines rồi các nước trên thế giới với cả Ấn Độ. Bao nhiêu nước trên thế giới là đều có mặt bên Canada. Mày biết không? Để làm gì? Để đi đấy, cũng đi làm như mày ý. Nhưng mà người ta không quay lại để người ta nói xấu quê hương người ta. Mày đúng là đồ chó không? Một khi con người ý, nó đã không yêu cái chính sách của nhà nước ý, thì nó cũng chả yêu đất nước đâu. Phải cho nó, các cái bọn ý nó là như vậy đấy. Nó nói nó yêu nước như thằng A Quy cái nói yêu nước đấy. Mày yêu ở đâu? Mày yêu đất nước nhưng mày không yêu cái chế độ. Thế thì tao hỏi mày yêu gì? Tao hỏi mày yêu gì? Yêu giả dối. Mày hiểu không? Mày một khi mày đã yêu đất nước thì mày yêu cái chế độ, mày chấp nhận cái chế độ. Mày yêu đồng bào, mày yêu hết tất cả để mày ủng hộ. Đấy mới gọi là yêu nước. Còn nếu yêu như mày, mày kêu ôi tôi yêu người dân, tôi yêu đất nước. Nhưng mà Đảng Cộng sản tôi không chấp nhận. Thế thì mày nói đúng là mày thằng A Quy mày đi tuyên truyền mà mày nói câu ý thì đúng là mày quá ngu, mày đầu đất. Mày đầu đất, cả 96 triệu dân người ta đang yêu cái đất nước, người ta đang ủng hộ cái chế độ. Mà mày bây giờ mày mở mồm mày nói mày không thích chế độ thì đúng là mày ỉa vào mặt người dân không? Hả? Mà thế mày bảo làm sao 69 triệu dân không đứng lên để coi như là
để mà coi như là xua đuổi Lật chúng đổ mày chứ. ra. Chúng mày mở mồm mày quá ngu, mày quá quá ngu đi. Mày cứ tưởng mày nói thế là khôn, là ô tôi ủng hộ đồng bào, nhưng mà đồng bào phải đứng lên phản đối chế độ. Theo mày á, theo mày để lại lại đưa bố Mỹ mày về để coi như lại trên bom dưới đạn à? Hả? Mày muốn trên bom dưới đạn gì? Cái hòa bình của mày là trên bom dưới đạn đúng không? Cái đa đảng của mày thích là trên bom dưới đạn, chứ không phải là thích cái gì cả. Cái bọn này ý, nó cứ nói nó yêu đất nước, nhưng mà nó không chấp nhận cái chế độ. Đấy là nó không thích Đảng Cộng sản cầm quyền. Vì vậy đấy, thằng A Quy đưa mày về mà làm, đưa mày về mà cai trị. Cái bọn ba que này nó mà cai trị á thì nó độc quyền như ngày xưa ấy. Nhớ nó độc quyền như trước năm 75 không? Bọn nó quá độc quyền. Nó cứ nói Đảng Cộng sản độc quyền chứ chúng nó độc quyền gấp vạn lần. Đảng Cộng sản có tình Độc người. tài, Đảng chúng nó Cộng, độc tài. chúng nó độc quyền độc tài, nó độc hết tất cả. Có thế chúng nó mới mất nước là vậy. Chúng nó mới chạy tụt quần là vậy. Nếu mà chúng nó yêu người dân như là Đảng Cộng sản yêu người dân ý, thì chúng nó giờ này chúng nó không chạy tụt quần đâu. Tại vì người dân sẽ ủng hộ chúng nó. Nhưng mà chúng nó độc quyền độc tài quá mà người dân chịu không nổi, phải đứng lên để mà chống đối chúng nó, thì chúng mày không biết nhục à? Đấy, mày nhìn từ chỗ đó là mày mày thấy nhục nhã của chúng mày độc quyền độc tài. Từ cái chỗ đó đấy, chúng mày có đa đảng ngay đấy. Chúng mày ác với dân quá. Vì vậy mà dân chịu không nổi mà dân phải vùng lên đấy. Đấy, chúng mày quá nhục cái chỗ đó. Thằng A Quy nhìn thấy không? Mà cái bọn ba que nhìn thấy không? Quá nhục nhã mới tỏ ra cái bản chất của chúng mày độc quyền độc tài. Mà bây giờ chúng mày lại muốn về cai trị để độc quyền độc tài như thế để dân lại chiến tranh tiếp à? Người dân người ta bây giờ tỉnh ngộ rồi. Người ta không cần miếng ăn nữa, mà người ta chỉ cần cái hòa bình, không cần nói sướng nữa. Bây giờ không cần nói phát triển, không cần nói sướng bọn này. Bây giờ chỉ cần nói là cái hòa bình người ta đòi hỏi. Thế thôi. Bất kể một thế giới, một quả đất ở trên quả đất này, bất kể một đất nước nào, người ta không cần cái gì hết mà người ta chỉ cần cái hòa bình. Mà Việt Nam mình Đảng Cộng sản làm được thì tất nhiên người dân phải ủng hộ rồi. Có ăn mà có nhiều cứ nay 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 bom mai bom, trên bom dưới đạn, ăn để làm gì? Ăn để ăn nhục nhã như chúng mày à? Hả? Ăn nhục nhã như chúng mày để chạy như cờ cờ lông công ý. Bây giờ mới phải làm lô lệ đấy. Mà sang sang đến bên Mỹ này chúng mày sướng gì? Hả? Tao hỏi chúng mày. Đâm ra thành anh bằng đừng cho cái bọn này lên, cho bọn này lên nó tuyên truyền nó mất dạy lắm. Nghe mà bức xúc lắm, người ở bên nước ngoài này người ta mới nhìn thấy rõ ràng. Chứ còn đâu các anh ở Việt Nam không nhìn thấy rõ đấy, nó bắt lạc rồi nó nói gì mình không biết để mà trả lời. Đâm ra thành cho chúng nó lên vô vị lắm. Rồi người dân không biết người ta hiểu lầm. Người ta nghĩ là ừ thế nọ thế kia nhưng mà không. Anh nói với Lisa này, thỉnh thoảng đưa chúng nó lên để mà biết ở đấy chúng nó ở bên, ví dụ một số cái thằng mà ba que, một số cái thằng mà gọi là dân chủ quậy đúng không, thì cái trình độ của nó thế và nó có tư tưởng như thế để mọi người coi như là biết không nghe theo cái lời chúng nó đúng không. Ví dụ như thằng Thanh Domino vừa nãy nó nói những cái điều đấy thì những người dân và ví dụ người ta hiểu ra một chút thì người ta nghe đấy, cái bọn này nó chỉ đó như thế thôi. Nếu mà bọn nó mà về lãnh đạo đất nước Việt Nam thì đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu đó. Người dân Việt Đó. Nam không phải dễ lãnh đạo đâu nhé. Người dân Việt Nam rất là khó khăn đấy nhá. Không một nước nào mà người dân khó như người Việt đâu. Đâm ra Đảng Cộng sản mà cứ đưa con thuyền như thế này thì cả thế giới phải nghiêng mình chào Đảng Cộng sản đấy. Tại vì người dân Việt Nam người ta không phải dễ để mà điều khiển người ta đâu. Đâm ra thành cái bọn ba que này mà cái thằng chó này nó nói cái câu là ô nếu tư nếu mà phát triển tại sao nó bên 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 Đài Loan. Mày bên Đài Loan mày im cái mỏ mày đi mày biết không? Mày trốn tránh mày đi chứ không đảng nào đưa mày đi cả. Mày mở mồm ngu lắm. Đảng nào đưa mày đi? Thằng 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 chó. Ok anh là anh bằng cho người khác lên đi. Chỉ tham gia vài câu Rồi. thôi. Ok, cảm ơn anh nhé, cảm ơn mọi người. Rồi, xin cảm ơn anh. Ok.
Bây giờ nói với AQ nhé, đi sang Nghĩa nói là yêu đất nước và yêu chế độ. Vì như thế này, theo khảo sát của một tổ chức phi chính phủ của quốc tế nhé, thì là hiện nay 97% những người dân Việt Nam ủng hộ cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy, thì là bây giờ chúng mày yêu nước thì chúng mày phải coi như là ủng hộ cái 97% đó, đúng không? Ủng hộ đại đa số những cái người mà coi như là ủng hộ cái chế độ này, hiểu chưa? Alo, chào anh Bằng, okay. Chào lại anh chị em một lần nữa. Thật sự nãy là các bạn mà bên Đài Loan lên rồi nói họ, chẳng qua là đó là sự ngu dốt của họ thôi. Thôi, họ cho rằng Việt Nam là không phát triển. Tại sao phát triển mà là anh chàng này phải đi qua Đài Loan chỗ này? Tất cả trên thế giới này đó là một cộng đồng quốc tế. Tôi nói người Đài Loan họ cũng phải đi sang các nước khác họ làm việc. Nhưng mà ở cái chỗ này chúng ta hiểu này, như cái thằng người lạ A Quy anh nói cho em nghe thế này nè. Dù cho anh ở đâu, hay là người Đài Loan, hay là người ở bên châu Âu này, tức là Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, hay là những các nước bên Âu họ sang nước Đức, hay là người Pháp, Mỹ họ đến nước Đức họ làm việc, hoặc là người Mỹ họ đến nước Đức họ làm việc, họ là vẫn là một công dân của nước Mỹ, họ làm việc, họ không phải là người lưu vong. Tại sao người mà người ta đi ra nước ngoài người ta làm việc lúc nào người ta, cái này là cái gì, cái hộ chiếu là nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái chủ quyền của một dân tộc, của một đất nước, là một con người đó nó có cái chủ quyền của đất nước, của một dân tộc đó, chứ không phải cái đám mà gọi là trôi sông lạc chợ như cái đám Ba Que, cái đám lưu dân. Rồi bây giờ anh trả lời lại em, hỏi lại câu là mặt trận này không, miền Nam có yêu Việt Nam Cộng Hòa không? Cái đó cái hỏi ngu nhất ở trong lịch sử loài người, chỉ có cái bọn Ba Que mới hỏi câu đó đó. Và lúc nào tụi bảo rằng đó là Việt Nam Cộng Hòa, nếu mà chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà còn tồn tại thì nó là tốt. Ủa, nó tồn tại được 20 mấy năm rồi, tại sao nó không tốt? Mà tại sao thằng Mỹ nó bỏ rơi nó? Đặt câu hỏi lại đi, cái thằng người lạ, cái thằng não không có não, đúng không? Cái thằng không có não, đúng không? Đấy, bây giờ nước Ý nè, bây giờ tao hỏi mày câu nè, hỏi cái thằng ở bên Đài Loan nè, nước Ý là nó phải là nằm trong một trong những cái nước ghê bảy không? Những cái nước giàu không? Tại sao dân Ý nó phải nó đi làm? Chờ chút. Rồi anh Phú cứ nói tiếp, em sẽ... Tại sao thằng Ý hay là những các nước như bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, những các nước mà gọi là Đông Âu, trong khối Liên Hiệp Châu Âu, tại sao với nước Đức họ làm? Tại vì ở một đất nước nào cũng vậy hết, nó có những vùng miền. Thí dụ như là ở Việt Nam, mình nói là, hay là ở bây giờ ở Ý đi, mình nói Ý đi, miền Nam nước Ý rất là nghèo khổ, những cái vùng hẻo lánh, những cái dùng đồng quê họ không có công việc làm, họ không có, thì họ phải đi đến những các nước khác họ mưu sinh. Nhưng họ làm việc, nhưng mà trong lòng họ họ vẫn đặt cái vấn đề cái tổ quốc của họ. Họ lúc nào cũng cầm một cái hộ chiếu, một cái hộ chiếu là một công dân, một cái chủ quyền của dân tộc họ, chứ không phải là cái bọn lưu dân anh đồng quê. Em xin lỗi Phú, để cho Long Thủy nói đi. Alo Long Thủy, nghe rõ không? Nghe rõ. Rồi Long Thủy có gì nói đi. Và cái nói cái rằng ở bên Đài Loan ấy, nói xin lỗi xin chào anh Bằng và chào mọi người trên diễn đàn nhé. Nó nói cái rằng ở bên Đài Loan này, cái mà mày không phải là người Việt Nam nhá, mày đừng có sỏ mũi về Việt Nam nhá. Mày hỏi cái bản thân mày đóng góp cho đất nước chưa, mà mày hỏi người dân trong nước phải ra bảo vệ biển đảo hả? Chứ mày làm cái đéo gì mà mày ra lệnh cho cái người dân trong nước phải bảo vệ biển đảo hả? Mẹ cái thằng danh con ba thì danh mày biết cái đéo gì hả? Ba mà có dịp mẹ tao đi sang Đài Loan du lịch nha, mẹ tao mà gặp mày tao không bắn mày chết mới ra kiểu lạ luôn à, thằng thúc vật mày làm cái gì mày bắt người dân xuống đất vì ta đánh nhau Trung Quốc hả? Mày giỏi mày về Việt Nam mày ra lấy đánh nhau đi. Thằng này nó quê ở Phú Thọ á, không thể thằng những thằng thành phần nào mà chống phá đất nước mà trốn sang nước ngoài ấy, không phải được là người Việt Nam, khỏi bị quay về Việt Nam mà sủa nhá. Mẹ mày đầu óc mẹ thì đái qua hồi ngọn cỏ không qua được mà mày còn chính chị em cái gì đấy, sủa gì về Việt Nam.